Vâng, xin được kính chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ. Và em xin được giới thiệu, em là Nam Đin đến từ sàn ô tô Mỹ Đình, có địa chỉ tại số 86 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội. Và hiện nay thì bên em cũng không còn nhiều xe để giới thiệu cho quý anh chị. Đầu năm mới thì em xin được gửi lời chúc và lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Ngày hôm nay thì em có một chiếc xe muốn giới thiệu đến quý anh chị. Và bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết của chiếc xe này luôn. Em xin được giới thiệu, đây chính là chiếc Mazda CX-5 phiên bản động cơ 2.5 một cầu màu đỏ pha lê và sản xuất năm 2019. Xe là biển số Hà Nội và cá nhân sử dụng mua mới từ đầu. Xe lăn bánh đúng 2,5 vạn km, cực kỳ mới. Đây là phiên bản thế hệ 6.0 nhé mọi người nhé. Đó, mọi người có thể thấy không ạ? Tất cả những cái phần cản này, nếp cản này, nguyên bản luôn. Sơn zin đến 100% luôn đấy ạ. Lốp treo xe còn rất là dày và nguyên bản. Củ phanh rất là sáng nhé mọi người nhé. Đó. Xe mà đi nhiều ấy thì chúng ta có thể căn cứ vào những cái chi tiết đấy để có thể biết được là chất lượng của chiếc xe ra làm sao. Và em sẽ mở luôn cái khoang nội thất của chiếc xe này ra. Đầu tiên thì vẫn là như thường lệ, những cái chi tiết để chúng ta kiểm chứng và chất lượng của chiếc xe. Đó, mép keo xỉ, những con ốc vẫn nguyên dấu sơn này, chưa bị tháo mở đây. Bản 2.5 thì sẽ được trang bị loa Bose. Đó, hai ghế chỉnh điện. Đây, mọi người có thể đi vào xem cái ghế, phần ghế của chiếc xe này còn rất là căng và mới. Vâng, tiếp đến là phần khoang ghế ngồi phía sau. Ghế rất là căng và mới. Tiếp đến thì bản 2.5 sẽ được trang bị cốp điện. Đó. Đây là những cái phần thảm theo xe mua mới từ đầu này. Chủ xe thì cũng đã rất là cẩn thận khi trang bị thêm cả lớp thảm lót sàn. Đây là cục loa trầm, loa bầu. Lốp nguyên bản chưa hạ một lần nào đâu ạ. Đó. Cốp điện thì chúng ta chỉ cần ấn xuống đây. Đó, mọi người có thể thấy đấy, những cái chi tiết keo chỉ này, con ốc này, nguyên bản luôn. Phần tapi cửa cũng vậy, rất là mới. Ghế da thì căng đét, hàng ghế sau gần như không có người ngồi luôn. Đó. Vâng, và đây là chi tiết của khoang lái. Ly lông vẫn còn nhé mọi người nhé, chưa bóc này. Đó. Bản 2.5 thì được trang bị ghế điện, ghế lái chỉnh điện, nhớ ghế hai vị trí này, những cái option như là cảnh báo lệch làn này, cảnh báo, đây là cảnh báo vượt chân hương này, đó, rất nhiều chi tiết, rất nhiều option. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu động cơ của chiếc xe này, chất lượng của chiếc xe này ra làm sao. Vâng, động cơ 2.5 Skytip rất là tiết kiệm nhiên liệu. Tất cả những con ốc đều nguyên bản. Rồi keo chỉ, cabo cũng vậy. Chúng ta có thể kiểm chứng cái phần việc va chạm phần đầu qua những cái chi tiết đó. Rồi những con ốc cao su chân máy cũng vậy. Nó là những cái chi tiết để đánh giá chất lượng của một chiếc xe còn nguyên bản hay không. Và chiếc xe này thì hiện tại nếu mà phiên bản cao cấp nhất đăng ký xong ở thế hệ 6.5 thì sẽ có giá đâu đó khoảng trên 1 tỷ đồng. Nhưng đến với em thì chiếc xe này em đang chào bán với giá là 865 triệu đồng thôi ạ. Quý anh chị hãy nhanh chân đến xem xe, lái thử và cảm nhận để quyết định cho mình một chiếc xe cực kỳ đẹp và mới và chất. Cảm ơn quý anh chị.